Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Hôm nay thì sẽ là một video không hề liên quan đến công nghệ mà sẽ là video để mình dành tặng những phần quà đến cho các bạn. Những bạn đã subscribe, đã ủng hộ kênh YouTube của Tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam những ngày qua và mình cũng muốn gửi lời một lời cảm ơn chân thành đến tất cả các bạn. 10.000 bạn đầu tiên đã subscribe, cũng đã đi cùng kênh channel cũng như là những bạn đã tạo tiền đề cho kênh YouTube của Tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam có thể phát triển về sau. Và cụ thể thì chương trình của chúng ta sẽ như thế nào? Đó là đó, quà đằng sau này. Và trước khi đi vào cái thể lệ thì mình cũng sẽ giới thiệu sơ qua một chút về những phần quà mà mình sẽ mang đến trong chương trình, trong event giveaway ngày hôm nay. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có một con chuột đến từ thương hiệu Myonic Avio 7000. Thì con chuột này đang có mức giá rơi vào khoảng tầm là 1,6 triệu theo giá niêm yết ở trên thị trường ở thời điểm hiện tại. Con chuột này thì sẽ có một form khá là lớn để giúp cho những bạn game thủ có thể là cầm nắm dễ dàng. Chúng ta sẽ có 9 nút tất cả và đèn LED ở phía đằng sau là đèn LED RGB. Và 9 nút ở trên con chuột này cũng như cái đèn LED RGB ở đây thì có thể là tinh chỉnh thông qua một cái phần mềm. Độ phân giải cao nhất của con chuột này có thể đạt đến là 7000 dpi. Đây là một con chuột khá là ngon để cho các bạn có thể chơi game. 1,6 triệu nhá, các bạn lưu ý đây là giải nhất. Thứ hai, chúng ta sẽ có một giải nhì. Đây là tai nghe không dây Bluetooth đến từ thương hiệu Huawei. Đây là chiếc Huawei Sport Bluetooth Headphone Lite. Và hiện tại thì mình cũng đang dùng một chiếc tai nghe này. Và tai nghe của mình cũng màu đỏ đồng với cái tai nghe mà mình đang cầm trên tay luôn. Nhưng mà cái tai nghe này tai nghe còn nguyên siêu, mình vẫn chưa bóc rồi nhá. Thì về cái tai nghe này thì nó là một cái tai nghe có hoàn thiện khá là tốt, với phần housing được làm những cái họa tiết đồng tâm. Nhưng chúng ta sẽ có thêm cái chữ Huawei ở đây và nó sẽ được làm màu sắc đỏ đồng với cái phần dây luôn. Ngoài cái tai nghe màu đỏ thì chúng ta còn một cái tai nghe màu đen cũng như tai nghe màu xanh. Thế nhưng là cái bản mà mình tặng đến cho các bạn sẽ là bản màu đỏ. Về chất âm của cái tai nghe này thì cũng khá là ok, giải chép và giải âm trầm của nó rất là nổi bật. Nhưng mà cái giải âm chung của nó thì lại không được ok cho lắm, nó sẽ bị mờ nhạt hơn hai cái giải kia. Nhưng tổng thể âm thanh của nó mang lại thì mình nghe vẫn gọi là đáp ứng tốt cho tai của mình. Không biết là tai của các bạn như thế nào, có thể các bạn yêu cầu cao hơn thì nó cũng gọi là hơi không ok lắm. Nhưng nếu như tai bạn nó ở mức bình thường như mình thì nghe nó rất là hay rồi. Và cái tai nghe này hiện có giá người biết trên thị trường rơi vào khoảng tầm là 800k TTN, và tất nhiên đây là tai chính hãng. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có một giải ba, đó chính là cục sạc dự phòng đến từ Pisen. Cục sạc này sẽ có dung lượng là 5000 mAh, chúng ta sẽ có bảo hành lên đến là 18 tháng và cục sạc này đang có mức giá niêm yết trên thị trường là 350k. Đây là giải ba. Cuối cùng chúng ta sẽ có một giải tư, Asus Zenfone. Các bạn thấy không, Asus Zenfone. Thế nhưng mà đây lại không phải là một chiếc điện thoại Asus Zenfone mà nó sẽ chỉ là... Nhưng mà đây thì nó là một cái tay cầm chơi game đến từ thương hiệu Asus Zenfone. Nó sẽ không phải là một cái tay chơi game kết nối Bluetooth như những cái tay game khác mà các bạn thấy trên thị trường, mà nó sẽ là một cái tay chơi game các bạn sẽ gắn pin vào đây. Sau khi các bạn đặt cái chiếc điện thoại lên và kích hoạt cái công tắc ở phía đằng sau này thì nó sẽ có một cái motor và thổi gió lên giúp cho chiếc điện thoại của các bạn sẽ mát hơn, nó tỏa nhiệt tốt hơn trong quá trình các bạn chơi game. Từ đó là cái hiệu năng ở trong máy sẽ được cải thiện hơn và cũng như là cái khả năng cầm nắm của chúng ta khi mà cầm tay game này. Đó, các bạn sẽ chơi game dễ dàng hơn với cái tay game đến từ Asus này và nó sẽ là giải 4. Như vậy là mình đã sơ lược qua những phần quà mà các bạn có thể nhận được, thì các bạn có thể thấy rằng là chúng ta sẽ có một phần quà lớn nhất, đó chính là con chuột đến từ Myonic Avio 7000. Với mức giá là 1,6 triệu. Thực sự là mình rất là muốn sở hữu con chuột này, bởi vì là mình muốn có một con chuột RGB để đồng bộ với cái cây PC đằng sau của mình. Nhưng rất tiếc là người nhà không được tham gia. Kể cả những người ở cùng với mình như là Tony Phùng hay là gì đó cũng cắt hết, không cho tham gia. Và chúng ta sẽ có 3 bước để tham gia chương trình này. Bước 1 đó là các bạn sẽ phải subscribe kênh YouTube của Tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Còn đối với những bạn nào mà sắp rồi thì thôi, không cần phải làm bước này. Bước 2 đó là các bạn sẽ phải share video này lên Facebook và để chế độ công khai. Sau khi mà có kết quả mà mình check Facebook của bạn mà không share video này hoặc là không để ở chế độ công khai thì mình sẽ hủy kết quả của các bạn. Bước 3 đó là các bạn sẽ để lại cho mình một con số bao gồm 3 chữ số từ 001 cho tới 999. Và cũng như là các bạn sẽ để lại luôn cái đường link Facebook của các bạn ở cái comment con số may mắn của các bạn, để sau khi mình quay số xong thì mình sẽ tiện check luôn ở Facebook và thông báo đến các bạn luôn. Các bạn nắm được rõ chưa? Bước 1 đó là subscribe, bước 2 đó là share lên Facebook cá nhân, bước 3 là để lại một con số may mắn gồm 3 chữ số từ 001 cho tới 999, cũng như là để luôn lại cái đường link Facebook ở trong cái comment đấy luôn. Như vậy là các bạn đã hoàn thành rồi. Và cái kết quả thì mình sẽ thông báo sau 7 ngày, tức là cái trò chơi, cái event này chúng ta sẽ diễn ra trong vòng 7 ngày. Và sau 7 ngày hôm đó thì mình sẽ trực tiếp quay số và cũng như là đăng video thông báo kết quả lên trên kênh YouTube của Nghe Nhìn Việt Nam. Thế nên các bạn hãy bấm vào subscribe để có thể là tiện, dễ dàng trong việc là chờ đón kết quả đến từ mình nhé.
Và trên đó là tất cả các thể lệ cũng như phần quà của chương trình giveaway trong video ngày hôm nay. Nếu các bạn cảm thấy vui vẻ thì hãy bấm vào subscribe cũng như share để cùng chơi nhé. Và các bạn đừng quên rằng là hãy chia sẻ đến người thân của các bạn để cho mọi người cùng chơi nhé. Càng nhiều người chơi thì càng dễ trúng. Hết rồi, xin chào các bạn và hẹn gặp lại bạn trong cái video công bố kết quả và cũng như là những video về công nghệ trong thời gian sắp tới nhé. Bye bye.